huấn luyện viên Isara Skritaro của U22 Thái Lan xác nhận cầu thủ Suphanat Mungta sẽ không tham dự SEA Games 32. Cầu thủ này sẽ di chuyển tới châu Âu để tập luyện vào cùng thời điểm diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2023. Suphanat Mungta là tài năng trẻ nổi tiếng của bóng đá Thái Lan, đã nhận được lời mời sang Leicester City thi đấu. Anh từng được Buriram United gửi sang tập huấn tại Anh 2 lần. Anh tập luyện, thi đấu cùng đội U23 Leicester City và được đánh giá rất cao. Thậm chí chân sút này còn được tập luyện cùng đội 1 của câu lạc bộ có biệt danh Bầy Cáo. Tuy nhiên, đối với nhiều người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á, việc một ngôi sao Thái Lan như Suphanat chuyển đến Leicester là điều không bất ngờ. Ông chủ câu lạc bộ là tỷ phú người Thái Lan, Ayawas Priyadharapa, kể từ khi tiếp quản đội bóng nước Anh vào năm 2010. Những người đứng đầu tập đoàn King Power, trước đây là cố chủ tịch Vijay, cha của Ayawas, luôn nỗ lực phát triển bóng đá Thái Lan thông qua việc đưa cầu thủ đồng hương sang Anh. Trong quá trình thể hiện tài năng tại xứ sương mù, Mungta đã thuyết phục được ban lãnh đạo Leicester City. Mặc dù vậy, khả năng cầu thủ 20 tuổi sẽ ra sân ở đội 1 Leicester City trong tương lai gần là không cao. Chưa nói đến năng lực, việc xin giấy phép lao động cho những cầu thủ ngoài Vương quốc Anh rất khó. Điều kiện bắt buộc là cầu thủ đó phải đến từ một quốc gia nằm trong top 70 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, Thái Lan hiện xếp thứ 114. Do vậy, Leicester City có thể sẽ đưa Suphanat sang thi đấu ở câu lạc bộ Ud Avely Luwan của giải vô địch quốc gia Bỉ. Đội bóng có chung sở hữu với Leicester City là tập đoàn King Power. Đây được đánh giá là bước đi cần thiết để thần đồng Thái Lan có thể xin giấy phép lao động ở Anh. Chủ tịch câu lạc bộ Leicester City, ông Ayawas khẳng định Suphanat Mungta đủ trình độ chơi bóng tại châu Âu. Khi chuyển sang đội bóng Bỉ, Suphanat sẽ được thi đấu cùng một cầu thủ trẻ khác của Thái Lan là Sri Mongkon. Trước đó, tu thành kỳ cựu của xứ sở chùa vàng là Kawin Thamsachanam cũng từng có khoảng thời gian khoác áo câu lạc bộ Luven trong giai đoạn 2018 đến 2022. Cách đây 4 năm, Suphanat từng cùng đội tuyển U22 Thái Lan tham dự SEA Games 2019 dưới sự dẫn dắt của Akira Nishino. Anh được đôn lên khoác áo đội tuyển Thái Lan kể từ năm 2019, khi đó anh chưa đầy 17 tuổi. Tới nay, cầu thủ 20 tuổi đã ghi 4 bàn sau 12 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Ở cấp độ câu lạc bộ, Suphanat đã có 13 pha kiến tạo và ghi 11 bàn trong 32 lần ra sân trên bảng đấu trường trên Buriram United mùa 2022-2023. Suphanat Mungta cũng nắm trong tay hàng loạt kỷ lục ấn tượng. Tỷ lệ này là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở vòng chung kết U23 châu Á, AFC Champions League cũng như giải vô địch quốc gia Thái Lan. Hiện tại, Suphanat Mungta được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá tới 700.000 euro. Với việc Suphanat sẽ sớm xuất ngoại trong thời gian sắp tới, nhiều khả năng sức mạnh của U22 Thái Lan sẽ bị suy giảm đáng kể. Điều này vô hình chung cũng gây khó dễ cho huấn luyện viên Isara Skritaro trong tham vọng giành huy chương vàng tại SEA Games 32.